Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình tham khảo về cái cửa phun tiếp theo giai đoạn ớt mà đang bẻ, bắt đầu bẻ củ hai nha các bạn. Thì mới bẻ hồi sáng đó, thì chiều nay thì mình tới cử mình bẻ xong rồi phun các bạn. Thì em sẽ quay và chia sẻ cho các bạn tham khảo cái thuốc và cái cửa phun tiếp theo. Giai đoạn ớt bắt đầu mình bắt đầu bước vào thu hoạch củ hai các bạn. Thì sẵn bây giờ chia sẻ cho các bạn về cái dàn ớt của anh mình luôn. Đó. Thì dàn ớt thì nói chung thì cũng ok lắm bạn ơi. Đó. Đó. Trái thì trái chanh thì nói chung là cũng rất là êm. Thì em chín nó cũng đang phun các bạn. Mình chút xíu mình sẽ lại mình quay và chia sẻ cho các bạn về cái cửa phun này các bạn, để cho bạn tham khảo một số loại thuốc coi cửa này ông anh mình chắc có án là chắc có bỏ chỉ các bạn, rồi bỏ chỉ người nám thôi, thì để lê gai để cử có ăn lê gai chứ giờ giá cả này thì nói chung thì mình phun thuốc mà đậm quá thì như đợt mà bắt đầu á, mới bắt đầu á cách 2-3 ngày phun thì nói chung là không có đủ vốn để trả tiền phun thuốc sâu nữa các bạn. Thì cửa này mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn cửa phun này và cũng như là cái cho các bạn xem cái dàn ớt, cái dàn trái mà cổ hai các bạn. Thì mới bẻ hồi sáng, bắt đầu mới bẻ hồi sáng cái dàn cổ hai. Thì nói chung thì trái thì nó cũng tạm được, cử này thì cũng vài trăm mà. Thì cho các bạn mình xem tham khảo các bạn. Đám chín đang phun đó bạn. Thì nói chung thì có thấy ớt nám 1-2 trái các bạn, đây nám nè. Đây nè. Thì mình sẽ quay xương xương và chia sẻ cho các bạn xem và tham khảo thôi ha. Các bạn hãy theo hãy theo dòng mình tham khảo một số loại thuốc mà cử phun của này kể trong chiến mình nó xung những loại thuốc này các bạn. Các bạn theo chân mình nha. Các bạn thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn tham khảo cái dàn ớt, cho các bạn xem cái dàn ớt trái chăng như thế nào. Để mình cùng coi dàn ớt của Minh Chiến mình coi cử phun này trái như thế nào các bạn. Đây thì em quay bằng điện thoại, nói chung là bữa nay cái mới mua cái này để quay cho các bạn xem cho rõ nét chút, không biết có nét không nữa. Thì giờ quay cho các bạn xem thì nó hơi rung, cái này chắc hơi rung quá, mình đây mình đi á đó. Đó, hơi rung nhẹ thì các bạn xem và tham khảo nha. Đó thì cái dàn trái nè các bạn, trái rất là nhiều luôn đó, bữa nay đầu tư cái này cho các bạn xem luôn. Đó thì cả nhà mình xem và tham khảo nha các bạn. Có điểm chính đang phun đó thì mình sẽ đi cái này cho các bạn xem, thì cả nhà mình xem và tham khảo. Nói chung là trái chanh thì rất là ok đúng không ạ. Ớt củ hai này mình thấy trái còn nhiều hơn củ một nữa. Trái nè các bạn, thì trắng để chút xíu mình làm hỏi cho bẻ được sáng bẻ bao nhiêu ký các bạn. Nè, trái nè. Rồi các bạn theo chân mình. Ở đây là hết bệnh luôn rồi mà sẽ đi pha bệnh mới luôn rồi. Thì đi giảm tắc mà có trái các bạn thấy không, đó, quá trái luôn mà đó. Rồi thì hết bệnh là mình sẽ vô pha bệnh khác và xịt tiếp, còn này chắc còn bệnh nữa các bạn. Thì quay và chia sẻ cho các bạn về cái dạng ớt là bông tới đâu trái tới đó các bạn. Thì sáng có chia sẻ các bạn về cái chia sẻ cho các bạn về cái cử lực bẻ trước rồi đó, hồi sáng đó và chiều này, tiếp tục là cái lực cử phun tiếp theo. Rồi các bạn tham khảo nha. Thuốc rồi các bạn. Đó, bữa nay nhiêu mấy 4 món hả, 5 món hả? 6. Sao? Quên biết mày lỡ tao chờ. Ủa em kêu anh không nghe hả? Không nghe. Nghe đâu. Đây. Ra giờ mới đi về tôi cái sọt luôn đó. Này bên siêu hả? Bên siêu này mấy chục đây? 50. 50. Vidia. 30. 30. Rồi cái chai thuốc này mình giải đúng không? Đó, giờ mua 5 cái chai. Dư phải không? Thì để xịt luôn, nó cũng hấp dẫn lắm. Canxibo. 50. 50. Chai gì đó? Đâu? Tới được cái cổ mình đó. Nửa thẻ ha. Clorycop nám nửa tháng các bạn. Này hai muỗng anh cho con, hai muỗng
Này mong muốn Lamida. Mò ngày ngày sâu gì đó hả? Mong muốn. Bốn loại à? Sáu. Sáu loại, 2, 4, 6 loại. Ba loại nước và ba loại bọc. Bỏ quá lâu. Không quá lâu. Đó, giờ phun các bạn. Thả luôn hả? Tứ thả luôn hả? Thả luôn. Đó. Thì cái phun này là ngừa nám, sâu, vỏ chỉ, đậu trái. Sáu loại nha các bạn. Đang pha vô nè. Pha vô. Thuốc gì nữa? Tháng bán nhiêu ký anh? 12 hả? Tháng này dao động 11, 12 hả? Không biết, hai chúng ta 12 đó. Đó. Nó dao động 11, 12 giờ. Em chưa, sáng giờ em chưa điện nó nữa. Thì chắc cổng khoảng đó à. Đâu có lên được đâu. 1, 12 không? Gì? Này hả? 5. À, giờ tứ thả luôn mà, tứ phun giờ không phơi à. Đó, thả luôn nè bạn. Thả luôn. Thả cho nó gạch. Đây. Đây. Giờ. 26. Chị 2. Chị 2. Chị 2. Còn 1 triệu 6. Chị thì rốt chắc 600. Còn chịu. Thứ này thì chịu tính để mơ mốt cho nó bẻ ba nắng rồi ngoài tiền đó. À, giờ phun nữa các bạn. Rồi hơi ngược gió các bạn. Rồi, cho các bạn xem cái cửa phun này tiếp theo các bạn. Thì xem cái dàn trái thì các bạn xem cũng ngào sáng mình quay bẻ rồi đó. Cũng chia sẻ cái dàn trái rồi. Thì giờ cũng quay xương xương cho các bạn xem và tham khảo thôi ha. Thì video mình chia sẻ cho các bạn về cái cửa phun cũng như là cái dàn ớt đến đây video cũng dài. Thì cũng xin chào tất cả các bạn. Thì cũng hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo ha. Nếu bạn thấy kênh hay hoặc mua ích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục nha các bạn. Thì cuối video thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành mình trong suốt thời gian qua và ủng hộ kênh của mình. Thì chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Dàn ớt mình đây các bạn, đây là cái dàn ớt ở trên nữa các bạn. Đây, trái cũng có lý lắm mà. Bịch thủ cho các bạn. Bịch thủ cho. Dàn số 2 này nó cũng có lý lắm. Ở đây là ganh trên các bạn. Trời ơi, hồi sáng mình quay bẻ cho ganh dưới. Bây giờ phun mình lên ganh trên mình quay. Đây trái nè. Có lý lắm nghe nè. Đó, cây này trái nè cả nhà. Có trái, cái bành bành không? Ủa hai mà trái cũng bự bự không nè. Đây các bạn, ngã xuống trái nè. Đó. Ngã xuống mà trái đây nè. Nó có hai nhưng trái cũng rất bự nha các bạn. Không có đốm cú, không có bông cú vậy các bạn. Đây nè. Trái cành cành không à.